Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 47 ca dương tính với SARS-CoV-2, số lượng kỷ lục ghi nhận trong một ngày qua cả 4 đợt dịch. Trong đó, ổ dịch thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ đang có những diễn biến phức tạp. Ngay lập tức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có những chỉ đạo khẩn đối với huyện Yên Mỹ và ngành y tế để khẩn trương dập dịch. 35 ca mới ghi nhận tại huyện Yên Mỹ đều trong khu phong tỏa thôn Trai Trang và có liên quan đến F0 ghi nhận ngày 24 tháng 11. Còn lại huyện Văn Giang ghi nhận 4 ca, thị xã Mỹ Hào 3 ca, huyện Quái Châu 2 ca, huyện Phù Cử, Ân Thi mỗi địa phương ghi nhận 1 ca và 1 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Ngay trong cuộc họp Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh sáng nay, trước tình hình dịch bệnh hết sức cấp bách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế và huyện Yên Mỹ báo cáo về tình hình tại ổ dịch thôn Trai Trang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đến chiều ngày 27 tháng 11, huyện Yên Mỹ phải tiến hành truy vết triệt để các trường hợp liên quan, hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ gần 8.000 người dân thôn Trai Trang. Có thể kết hợp giữa test nhanh với xét nghiệm PCR. Sở Y tế đẩy nhanh công tác xét nghiệm để sàng lọc ca bệnh, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng sớm nhất. Đồng ý cho huyện Yên Mỹ có thể cho F1 nguy cơ thấp cách ly tại nhà với điều kiện đảm bảo yêu cầu theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu làm rõ việc tổ chức đám cưới ở thôn Trai Trang có F0 đến dự. Các địa phương khác rút kinh nghiệm trong việc quản lý các hoạt động tụ tập đông người và phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của tỉnh về việc thành lập chốt tự quản vào địa bàn dân cư.